Sáng mai ăn đòn rồi hôm nay tự nhiên sung hả? Con Pitbull được nuôi trong gia đình thì nó như một đứa trẻ em ha, nó rất làm nũng với chủ ha. Ngủ thì cũng vậy ha, nó ngủ y như con nít, lè lưỡi các kiểu à, chúng ta có thể ghẹo nó ha. Đây, con chó Pitbull nó có thể nằm trong người, trong lòng người chủ ha. Và nó nằm như thế này thì có nghĩa rằng là nó hoàn toàn yên tâm và nó cảm thấy rất là thoải mái khi được ở trong lòng người chủ của nó. Và với cách nuôi như thế này thì con chó Pitbull nó sẽ chiến đấu để nó bảo vệ người chủ